Thưa quý vị, học đi đôi với hành luôn là một câu nói thiết thực với bất kỳ học sinh, sinh viên nào. Việc thực hành, trải nghiệm thực tế trong quá trình học sẽ giúp cho học viên hoàn thành nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cùng kinh nghiệm làm việc. Một mô hình khách sạn vừa để làm du lịch lại vừa làm cơ sở thực hành cho sinh viên đã ra đời là một trong những phương pháp thiết thực như thế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Xin chào, đây là một khách sạn 4 sao, thế nhưng còn là một trường học. Là nơi nghỉ ngơi của khách du lịch và là nơi học tập của các bạn sinh viên. Đó là mô hình khách sạn thực hành đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây, tất cả nhân viên đều là sinh viên năm nhất ở mọi vị trí, từ lễ tân, nhà hàng, nghiệp vụ lưu trú hay hướng dẫn viên. Không còn học trên sách vở, các thầy cô giờ là đồng nghiệp, là người hướng dẫn những kiến thức thực tế từ những khách hàng thật. Với khách châu Âu thì chúng ta quan trọng hơn về body language. Với khách Trung Quốc thì chúng ta quan trọng hơn về ngôn ngữ. Với khách Việt Nam thì chúng ta quan trọng về cách xưng hô ứng xử sao cho phù hợp với khách ở mọi lứa tuổi. Và tất cả những bài học đều được dạy từ những điều tỉ mỉ nhất. Sắp bàn ăn thì cái đầu tiên là cái ghế thì nó phải cách bàn khoảng 10cm và hai chiếc ghế cách nhau khoảng một bàn chân. Và cái chiếc đĩa thì mình đặt cách bàn khoảng một đốt tay và cái cốc thì cách đầu đũa khoảng 2cm và các đồ mình để thẳng nhau và đối diện ghế là được. Sinh viên được trả lương trong suốt quá trình thực tập từ nguồn kinh phí hoạt động của khách sạn giúp rút ngắn thời gian học tập. Đây là mô hình khách sạn thực hành thứ 3 được Đại học Đại Nam thực hiện trên toàn quốc sau Hà Nội và Đà Nẵng. Nhà trường sẽ ép từ 8 năm thành 4 năm đào tạo cả lý thuyết lẫn thực hành thì ra trường các em có thể làm cán bộ quản lý khách sạn được luôn và doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Những kiến thức thực tế được học từ năm đầu tiên tại một môi trường chuyên nghiệp, tất cả sẽ là hành trang vững chắc để sau 4 năm học các em sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho các nhà tuyển dụng.